Này thiện hiện, năm loại mắt chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác năm loại mắt. Năm loại mắt tức là bản tánh không tức là năm loại mắt. Sáu phép thần thông chẳng khác bản tánh không chẳng khác sáu phép thần thông. Sáu phép thần thông tức là bản tánh không tức là sáu phép thần thông. Này thiện hiện, mười lực Phật chẳng khác bản tánh không chẳng khác mười lực Phật. Mười lực Phật tức là bản tánh không tức là mười lực Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng khác bản tánh không chẳng khác bốn điều không sợ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tức là bản tánh không tức là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, 32 tướng đại sĩ chẳng khác bản tánh không chẳng khác 32 tướng đại sĩ. 32 tướng đại sĩ tức là bản tánh không tức là 32 tướng đại sĩ. 80 vẻ đẹp phụ thuộc chẳng khác bản tánh không chẳng khác 80 vẻ đẹp phụ thuộc. 80 vẻ đẹp phụ thuộc tức là bản tánh không tức là 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Này thiện hiện, pháp không quên mất chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác pháp không quên mất. Pháp không quên mất tức là bản tánh không tức là pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả chẳng khác bản tánh không chẳng khác tánh luôn luôn xả. Tánh luôn luôn xả tức là bản tánh không tức là tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện, trí nhất thiết chẳng khác bản tánh không chẳng khác trí nhất thiết tức là bản tánh không tức là trí nhất thiết. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng khác bản tánh không chẳng khác trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tức là bản tánh không tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, quả dự lưu chẳng khác bản tánh không chẳng khác quả dự lưu tức là bản tánh không tức là quả dự lưu. Quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác chẳng khác bản tánh không chẳng khác quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác. Quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác tức là bản tánh không tức là quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác. Này thiện hiện, tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng khác bản tánh không chẳng khác tất cả hạnh đại Bồ Tát. Tất cả hạnh đại Bồ Tát tức là bản tánh không tức là tất cả hạnh đại Bồ Tát. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng khác bản tánh không chẳng khác quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tức là bản tánh không tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.